Đây là cái bếp thông cống của nó, 7 tia, 6 tia đẩy. Đây, 6 tia và 1 tia phá. Anh em nhìn này, 7 tia nhá. Bây giờ Dũng Dâu sẽ test cái bếp thông cống này để thông cái đường ống này. Đây, nhét hết giấy vụn vào này. Cho mày cả rẻ luôn. Này, ôi dồi ôi chưa. Test bếp thông cống này nhá, với cái máy dây đai, bộ máy dây đai. Đây, test với bộ máy Capper, motor 2.2, kéo đầu 2HP. Rồi, phẹt đi em. Đây, anh em nhìn thấy không, 7 tia này. Này, một phát ra luôn. Con này nhả tự đẩy này, này, anh em thấy không? Không phải nghĩ luôn này. Này, ngả nhá, cho đẩy nhá, tự đẩy này. Này. Rồi, tắt đi. Rồi, không ngờ là nó lại hiệu quả thế anh em ạ. Quá ngon luôn. Này, thôi rồi luôn anh em ơi. Thôi rồi Lượm ơi. Anh em mua cái bếp này thì Dũng Dâu để cho anh em nhá, 80 cành thôi. Về thông cống thì đừng hỏi luôn. Này, đấy của nó 6 tia đẩy này, 1 tia phá nhá.